Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn có thể thấy đây là cụm 4 camera của Huawei Nova 5 Pro. Camera trước thì đặt phía đây. Các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh của Huawei Nova 5 Pro. Chụp hình mờ, chúng lên nét được, chúng chập chờn cũng không. Cầm địa chỉ thay mới camera máy ảnh cho Huawei Nova 5 Pro. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 1234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa cần mua camera máy ảnh của Huawei Nova 5 Pro, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 1234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn và chuyển đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.